Truyền thông phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà cô chú anh chị, một ngày đầu tuần mới, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đang chứng kiến một làn sóng tích cực và đầy hy vọng trong cộng đồng bệnh nhân ung thư. Với sự hỗ trợ quý báu từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước trong thời gian qua, phòng khám đã có những thay đổi kỳ diệu, thể hiện sự nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc cải thiện điều kiện hỗ trợ trị bệnh ung thư cho bệnh nhân ung thư. Nhờ vào sự đầu tư và quan tâm tận tình của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã được nâng cấp đáng kể với các công trình hạng mục mới. Các cơ sở vật chất giờ đây không chỉ khang trang, sạch đẹp mà còn được trang bị đầy đủ các thiết bị và vật tư y tế. Những cải tiến này không chỉ nâng cao phương pháp hỗ trợ điều trị mà còn tạo ra một môi trường hỗ trợ điều trị thoải mái và chuyên nghiệp cho bệnh nhân ung thư. Đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã thể hiện sự tận tâm và chu đáo trong từng khâu hỗ trợ điều trị với sự cởi mở và lòng nhân ái. Họ đã xây dựng một môi trường y tế thân thiện và gần gũi, giúp bệnh nhân ung thư cảm thấy an tâm và yên lòng hơn trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư tại đây. Kết quả là số lượng bệnh nhân ung thư đến thăm khám và hỗ trợ điều trị tại phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí ngày càng gia tăng. Không chỉ về số lượng, chất lượng hỗ trợ điều trị cũng đạt được những thành tựu đáng kể. Các phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư tại đây đã đạt được kết quả cao, phản ánh sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết bị y tế hiện đại và sự chăm sóc tận tình từ đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên. Sự thay đổi tích cực này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư mà còn khẳng định cam kết và sự nỗ lực không ngừng của phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trong việc đồng hành cùng bệnh nhân ung thư trên hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư. Một ngày đầu tuần mới đầy hy vọng và những bước tiến vững chắc, phòng khám cha từ yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của mình trong cộng đồng và gửi gắm thông điệp tích cực đến tất cả các bệnh nhân ung thư cũng như những người đã quan tâm cho phòng khám. Phòng khám cha từ yêu thương cho không vì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí với sự tận tâm và sự nỗ lực từ cộng đồng tiếp tục sẽ lan tỏa niềm tin và hy vọng cho mọi bệnh nhân ung thư. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha từ yêu thương cho không vì các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí rất vinh dự thông báo rằng chúng tôi vừa tiếp nhận bệnh nhân Phạm Văn Lé đến từ Châu Phú, tỉnh An Giang với tình trạng ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Bệnh nhân đến phòng khám trong một tình trạng rất đáng lo ngại, vết thương dưới cổ đã phình to, khiến việc ăn uống và di chuyển trở nên khó khăn vô cùng. Cảm giác đau nhức và sự hoành hành của vết thương đã khiến cuộc sống hàng ngày của bệnh nhân Phạm Văn Lé trở nên khổ sở hơn bao giờ hết. Ngay sau khi bệnh nhân Phạm Văn Lé đến phòng khám, đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên của chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và tư vấn cẩn thận. Chúng tôi đã lên kế hoạch hỗ trợ điều trị ung thư cụ thể với phác đồ dự kiến trong vòng 3 tháng nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Mặc dù bệnh nhân ung thư vòm họng giai đoạn cuối là một thử thách lớn, chúng tôi hy vọng rằng với sự hỗ trợ và chăm sóc tận tình từ đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên sẽ giúp bệnh nhân cảm thấy dễ chịu hơn và cải thiện tình trạng sức khỏe. Thì mới đầu thì mất ngủ rồi bị đau đầu, mới đi đến bệnh viện ung bướu phòng học thạch đó, và bác sĩ khám nó có nghi vấn là bị nổi mục ác tính, bú ác tính đó. Nhưng mà tụi em cũng không có điều kiện, nó ngay là thiếu kinh phí tiền bạc đó. Tụi mới về quê thì có người chỉ đến đây, em mới đặng mà điều trị tiếp anh. Thì cũng có cô bác một số người ở trên địa phương ở trên đó lúc nằm bệnh đó, rồi mình mới tò mò hỏi thăm người ta đặng mình tìm tới. Hôm nay mới đến đó. Trước hết thì đến đây để nhờ cái
thầy có mọi phương pháp để mà giúp đỡ cho bệnh nhân được sớm bình phục vậy đó, tất cả bà con được bình phục an tâm mà mạnh lành về quê. Được anh, thế nhưng mà mình đến đây thì một là bệnh tình, hai nữa là mình ăn chay cũng niệm Phật cũng được tốt rồi, thì là mình cũng cố gắng chứ. Là nói là nói tỏ rõ hơn là ông ba thì bà mẹ ba mất năm nay cũng 20 năm rồi, ông sống cô đơn, mà con thì dạng như nghèo tha phương đi làm thuê chứ này, tôi vẫn thằng đây tôi là rể với đứa gái cũng theo nó chở đến đây, thì sao cho ba ông nhập viện xong rồi cho đứa gái nó về nó còn lo cho con cái rồi em mới đem nuôi ba. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục dựng rồi, công trình mà cha tâm huyết trước đây, được các thầy quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Phêrô ơi, cha đã về với Chúa, bóng hình người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi, con thương nhớ đong đậy, đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi, cha dặn cho bao người, với các thầy phải đoàn kết yêu thương, luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống, không thù hận và cũng không sân si. Bệnh nan y hay là u ác tính, gắng đầy lùi cho người bệnh khỏe hơn. Chúa Giêsu đã ban ơn chữa lành, giúp muôn đời làm bác ái yêu thương. Nhưng cha ơi, có mấy ai làm được, nói và làm như chớ lòng bàn tay. Nói yêu thương sao vương câu thù oán, đến bao giờ cuộc sống mới yên vui. Và cha ơi, chúng con phục chứng rồi, công tình mà cha tâm huyết trước đây,
được các thầy mạnh thường quân giúp đỡ, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không, phòng khám cho không chữa bệnh yêu thương, phòng khám yêu thương chữa bệnh cho không. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy
chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên, thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim, thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang.
đi khoảng 1 km. Quý ông bà, cô chú, anh chị, nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.